Điểm chữ là tinh thần là dương, làm gì mới khí thế là hiểu nữ bạn nhiều quá không có ngày đi chưa. Cái bữa thì thứ bảy thì em như khí công á, vậy đường dương mấy em mới thấy em mới thấy học đây là học những cái gì mà không đụng hàng trên thế giới thì vậy có nghĩa là không đụng hàng. Vậy cái mới nhất mà thế giới chưa có, tại tối ngày mình học mấy ngàn năm rồi, mình học ở đâu chả thì nào đi dạy ai bây giờ. Mình thì đánh giặc thì giỏi nhưng mà nhiều thứ khác thì cũng còn chưa được giỏi. Bây giờ mình phải cố gắng là cái y học này, y diễn chẩn này nè, với những cái môn âm dương khí công, những cái mà thầy để thì để là một cái chữ gì y đạo là gồm nhiều thứ. Nó giống như hôm qua thì nói là cái Megamon á, tức là một đại siêu thị. Các bạn đừng học một cái đại siêu thị, trong đó có nhiều thứ đó. Thì từ từ học, đang học đây tới dài chưa hết nếu học kỹ. Nhưng tới dạy một môn nên các bạn thấy anh đọc trong cuốn, anh đọc cái dài đi à, trong cuốn người ông già học trong cuốn tới dài còn học. Hôm nay thầy dạy ta dạy một tức là một cách khác, đơn giản quá cho nên mới làm được. Nhưng mà dạy kiểu cũ với chuyện nào mới nào. Bây giờ hôm qua cũng học, tôi học mới rồi đó. Bây giờ ai lên phát biểu cái gì đi. Hôm qua học thứ nhất là mấy cái đồ hình ấy, sáu cánh á. Các bạn nào đây phát biểu chúng tôi ba người ấy. Vắn tắt nhanh gọn, nói to. Các bạn ơi, khi mà thầy nói á, thầy quên để cái micro về đó, các bạn nhắc thầy để đi nha. Ngang cho nó rõ, nói cho rõ hơn, hiểu không? Là xã thì bà có biết, bà ngồi trong trướng gì kêu bà hay đi. Bà kêu bà ngồi ở đây nè. Bởi ấy bà hồi, tức là mấy năm trước á. Bà nói tại sao mà em thấy anh làm gì cứ bắt người ta đi gửi ngồi hôi, kỳ cục quá, thấy không? Thế thì người ta là theo dõi mấy năm trời. Bữa qua vô nên tôi không nhận em nói đúng thiệt chứ. Vì mượn bà quên cái áo, mà mấy cái áo bà không 10 ngày bà không giặt, quên đi. Thế thì mà hứa mới tò mò, nghe nó học trò nó thơm thơm á. Nó mới hứa không có một mùi gì á. Thì tất nhiên bà nằm ghé này nó ảnh hưởng á. Tức là cái năng lượng nó qua. Nên tới giờ bà mới tình thì bà không nói nè. Nhưng mà nó sao anh kỳ quá lắm á. Người ta muốn chứng minh cái gì mà chứng minh. Nói cho nó đó không ai tính. Vì thiên hạ gì nói nhiều quá, làm ít nói nhiều quá. Nó hay hơn làm giỏi, đúng không? Bây giờ thì nó mang mấy cái từ hình hôm qua về có đọc chưa mà hiểu được bao nhiêu. Ai lên nói đi. Rồi mình chúng ta sẽ học những bài đó, đúng cách đó. Phải nói mới được, ngày nào mới có ba người nói à. Nó đại thì không trúng trật như vậy, đúng không? Không trúng thì trật, trật, làm lại, sửa, đúng chưa? Trật đâu có sao đâu. Các bạn thấy ví dụ từ đi dạy mấy nước ngoài đấy, nói là lên nói đi, có khi mình chưa nói họ đi ra tay. Mấy bạn nói, đó là cũng lại mấy phút rồi, qua mấy phút rồi không cần nói đâu. Nói đại không đúng, trật đâu có sao đâu. Các con sao không? Đâu có sao không? Vậy là tinh thần với bạn cũng chưa được. Chưa được mới nha, chưa được tinh thần mới nha. Mấy cô Hương lên nói Hương. Hương đừng có nào lên nói à. Hương này dán câu sợ bắt được không? Nói đại đi. Mà cỡ dán con sợ ba năm đời tôi. Cái cô Nguyễn kia mà không rõ rõ gì qua bữa phát biểu đó. Mình
Chỗ cô mèo đỏ hay chỗ con đâu? Cô kia cô mèo đỏ nên không hiểu cô rồi. Chỗ kia gì? Nên đây, ở đây nè, không chỗ cái ghế không đó. Không phải cô đây đâu. Bữa hai có biểu hôm qua là không phải ở bên Đức không đó. Ông nào đồng bên, ở bên Đức. Không, cô bên đây này, cô dạy bên đây nè, đó, ở em bên em đó. Mình lên nói đi. Chỉ ai người đó nói đi lên. Lên đó. Ba cái ở mấy cái sáu này. Thì thầy dạy rồi đó mấy em đi về mình đi coi lại chứ. Dạ alo, con tên là Lý Dân. Thì hôm qua thầy có dạy mấy ngôi sao sáu cánh. Thì hôm nay con ôn lại cái bài con hiểu hôm qua. Thì cái ngôi sao sáu cánh thứ nhất là biệt đi đạo, trong đó là dân tộc, khoa học, đại chúng, nhân văn, xã hội, kinh tế. Thì cái biệt đi đạo này theo con hiểu là thứ nhất là nó phục vụ cho cái tính cộng đồng, và có thể là toàn cầu quá, tại vì nó dễ sử dụng và nó hiện tại bây giờ thì như nó có mạng internet đó, thì mình có thể là chia sẻ ra cộng đồng đại chúng, mà mọi người người ta sẽ có nhiều cái lợi ích mà người ta áp dụng được, và nên nó có cái tính cộng đồng lớn. Hai là nó có cái tính khoa học. Thì khoa học ở đây là thầy không có chủ đạo trên Tây y và Đông y, mà thầy nằm giống như là một cái y học bổ sung ở giữa của Đông y và Tây y. Và cái thứ ba là có cái tính đại chúng, có nghĩa là con thấy mọi người nó thích diễn chẩn, tại vì nó dễ áp dụng và nó hiệu quả rất là nhanh. Còn những anh tiếp xúc như này bao lâu ạ? Tiếp xúc diễn chẩn của thầy bao lâu ạ? Dạ, tháng chắc hơn một tháng, hơn một tuần ạ. Tháng tuần hả? Tháng nhiều tuần hay là hai tuần? Dạ hơn tuần, tại vì con học cái công Anh Dương rồi cái lớp thực hành cơ bản. Đây là dạ. Chưa học ở chỗ khác ở đây không? Dạ chưa. Dạ chưa. Con ở rồi nhé. Dạ, con làm nghề gì? Dạ, trước đây con làm ở trong ngành kinh doanh tài chính, bảo hiểm với đầu tư ở ngoài đó. Dạ. Dạ, con ơi, chuẩn bị đi cư lúc con chị ô học tiếng Anh thì đi nhận cư, nhận cư. Dạ, chắc cũng có sốc cái này. Dạ. À, và đặc biệt là có cái tính nhân văn, thì thứ nhất là ở trong cái việc đi đạo này á, ngoài cái chuyện mà bên cái ngành y thì nó còn dạy về cái tính sống, cách sống của con người, làm cho mình sống đẹp hơn, đối xử với nhau tốt hơn, bớt ích kỷ, giống như ý thầy nói là như hôm qua là giống như mình bớt cái tính là tự ái cá nhân, giống như cái tính xấu của người Việt Nam á. Rồi cái thứ năm là xã hội, tại vì mình có thể giúp đỡ được nhiều người nghèo, tại vì nó không có tốn kém nhiều tiền. Và trẻ em khuyết tật chẳng hạn. Và kinh tế là có thể là cái trong cái diện chẩn này nếu mình không tốt, ngoài cái diện mình mà có thể giúp đỡ cá nhân của mình và gia đình, thì cái thứ hai là mình có thể tạo ra tiền. Mình có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền, tại vì mình không phải đi Tây y, tại vì mình vô bệnh viện rất là nhiều tiền mà chưa chắc cái bệnh mình nó lại tiến giảm nhanh nữa. Dạ. Rồi cái việc đi đạo này cũng là một cái nghề mà nó tự do về thời gian và cũng là một cái nghề lương thiện. Con xin nói tới cái ngôi sao sáu cánh dân tộc hồi nãy con nói rồi, thầy đầu tiên vậy. Cái diện chẩn thì gồm có cái sáu yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất là đồ hình phản chiếu đồng ứng. Cái thứ hai là 20 thuyết diện chẩn. Ba là sinh quyệt, định quyệt, kiến thức đông tây y, phát đồ hỗ trợ điều trị, dụng cụ diện chẩn. Thì mấy cái này là sáu cái quan trọng mà sau này thầy sẽ dạy và phổ biến cho lớp sau.
Cái ngôi sao số 8 thứ 3, tâm ngôn việc y đạo, chân thiện mỹ hạnh phúc, trí tệ sức khỏe. Có nghĩa là trong cái việc mà mình y học của cái việc y đạo thì nó có 6 cái mục đích chính của mình là chân thiện mỹ. Thì khi mà mình làm đạt được cái chân thiện mỹ thì mình sẽ có hạnh phúc, trí tệ và sức khỏe. Cái ngoài sao số 8 thứ 4 là tự nhiên, khỏe, trẻ, đẹp, âm dương khí công, dục lạc kinh, diện chẩn. Thì cái tự nhiên này là thầy đề cao cái tính mà theo những cái quy luật tự nhiên của vũ trụ thì mình sẽ sống khỏe, trẻ, đẹp. Và ba cái quan trọng mà để mình mở ra ba cái chìa khóa khỏe, trẻ, đẹp đó là âm dương khí công, dục lạc kinh và diện chẩn. À, con lưu ý mấy cái như là thầy nói là tránh dùng thuốc với ăn uống quá chất đó thầy. Thì tránh càng nhiều càng tốt, con để ý cái đó chút xíu. Các pháp căn bản, diện chẩn, âm dương khí công, ẩm thực dưỡng sinh, tâm ngôn, thể dục tự ý, tiểu thần y. Thì cái các pháp căn bản, các pháp căn bản tức là để mình đạt được những cái yếu tố quan trọng trong diện chẩn thì mình phải có kết hợp giữa cái diện chẩn và âm dương khí công, trong đó có ẩm thực dưỡng sinh và tâm ngôn, thể dục tự ý và tiểu thần y. Tiểu thần y thì hôm qua thầy có giải thích sơ, đó là mình thai giáo có thể dạy con đức từ trong bụng mẹ để cho bé nó lớn lên nó được khỏe mạnh và nó thông minh, có đạo đức nữa. Rồi cái dòng tròn cuối cùng, thời, vị, độ, sinh quyệt, pháp, dụng cụ, đồ hình. Thì hôm qua thầy giải thích cái này chung, đó là tứ đắc tam biến. Thì đắc thời, đắc vị, đắc độ. Đắc độ thì cái thì mình nó sẽ đắc pháp, thì nó sẽ biến cái đồ hình, biến cái đồ hình, những cái này không được thì mình làm cái khác, cái dụng cụ này không được thì mình làm cái khác, đồ hình cũng vậy. Thì mình sẽ linh động và mình chuyển biến những cái này thì mình sẽ giải quyết được cái bài toán trong diện chẩn. Dạ, con xin hết rồi. Rồi các bạn có bổ sung gì không? Các bạn thấy cô này cũng nói vậy đó. Sao thấy đủ thiếu? Đủ thiếu. Mình không bổ sung gì không? Mình đang thấy mấy bài những trình bày đó, có nó thiếu gì không, còn bổ sung gì? Im lặng như tờ luôn. Đúng không? Biết tại sao thì vẽ mấy cái này ví dụ như sao này làm gì? Ví dụ mấy ngôi sao làm gì không? Hả? À, nói đại thì không trúng trạch gì đâu. Cái đám này mà đám này đấm lên nhìn lại lên bán đấm trứng gà. Ở trong này có cái này thì nói chỉ tiểu thần kia là nghĩa đây như đây nè, tại đây nó có một chút xíu là giết dưỡng được. Tiểu thần có nghĩa là cái ngôi sao thứ năm này đó là thầy nói thầy có dạy cái mà trong các pháp căn bản á. Là dạy của đứa nhỏ 5-7 tuổi á, dạy nó chữa bệnh, dạy nó biết chữa bệnh ấy. Thì bà nghĩ con 5-7 tuổi sẽ biết chữa bệnh được? 5 hoặc là 7 tuổi, từ 5-7 tuổi á cho tới 10 tuổi, mấy tuổi rồi. Cái chừng nó bắt đầu nó có bồ rồi thôi, khỏi, nó khỏi học luôn. À,
thì dạy có lẽ là được lại 15 8 năm. Chương trình sẽ 8 năm. Chương trình tiểu tân nghỉ 8 năm. Mỗi năm dạy anh chút chút chia ra. Vì cái làm như thế này á, là khi thầy dạy bên Ý á, người ta quá trời quan nghênh, người ta dẫn con đứa nhỏ theo, là những người dẫn theo là những người đã học thầy rồi, học hướng dẫn rồi đó. Họ thấy thầy nói chuyện hay quá, họ dẫn đứa nhỏ theo, con nhỏ khoái lắm. Thì mình nghe, nếu mình nghe nói rằng y học có trợ giảng đứa nhỏ 5-7 tuổi sao nó làm trần, đúng không? Nó nhỏ 5-7 tuổi sao được, y học nó lớn nó được, trình độ tú tài nó học cũng được, ở đó mà 5-7 tuổi học. Bà có suy nghĩ sao? Một cái điểm nhấn nhá đây. Và suy nghĩ tại sao mà thầy đề xuất của thầy đề cái này ra? Thầy đề cái này ra thì thầy nói được thầy. Em bé này có nói không? Thầy nói không? Thầy nói đi. Ở đây. Bây giờ nghe cái gà đây. Cái gà này có nói thôi, đây, 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 nói đi, đây. Không biết chuyện này. Nói tên với tuổi hay không? Dạ, thưa thầy và các thầy trong lớp, theo con nghĩ là dạy cho trẻ từ 5 đến 7 tuổi là vì cái độ tuổi này là trẻ có thể bắt đầu hiểu và cảm nhận khi thầy dạy, và độ tuổi nhỏ thì học dần dần thì sẽ ý thức được việc phòng và phòng bệnh và điều trị, thì lớn lên thì các nguy cơ về bệnh nó sẽ giảm và ý thức được hơn, thì cộng đồng thì bệnh nói chung trong xã hội thì những cái mầm bệnh nó sẽ ít đi ạ. Theo nghĩ là vậy ạ. Mỗi người nghĩ sao? Nó bằng mầm của chúng mình. Rồi tôi ghi rồi, giơ tay lên đây nói, lên nói lại này, nghe đi không? Nên đi nói cho mọi người dùng mặt luôn. À, cho nó quen đi nha, người ta quen quen mình đó. Lớp cái tên tuổi nha. Dạ, con chào mọi người ạ. Con tên là Duy Trang ạ. Con năm nay là 32 tuổi. Cái giai đoạn mà trẻ từ 5 đến 7 tuổi thì vẫn là cái giai đoạn mà trẻ học từ môi trường xung quanh và rất là nhạy cảm với môi trường xung quanh. Và cái giai đoạn từ 0 đến 7 thì là giai đoạn nền tảng của tính cách sau này của trẻ khi mà trưởng thành. Thì khi mà một đứa trẻ 5 đến 7 tuổi nó được ở trong một cái môi trường mà có tinh thần về vĩ đại, và bé được học về dẫn trần này, thêm nữa là bố mẹ cũng hiểu biết về dẫn trần, con cũng hiểu biết về dẫn trần, thì thực ra là không cần thiết là bé phải hiểu được là cái này làm có tác dụng như thế nào, mà chỉ đơn thuần là bạn ấy nhìn thấy, cảm thấy cái sự ham thích về dẫn trần của bố mẹ này, cái môi trường bố mẹ tạo ra, và cái mà bạn ấy được bố mẹ chăm sóc thông qua các cái châm ngôn của việc đi đạo đấy, tâm ngôn ngôn của việc đi đạo, và những cái cách thức mà bố mẹ chăm sóc gần gũi với con cái, thì cái đấy là cái quan trọng nhất, thì được xây dựng từ cái giai đoạn 5-7 tuổi là rất là tuyệt vời. Như ví dụ điển hình ở nhà con là có bé 3 tuổi và bé 6 tuổi, thì bạn 6 con mới biết đến diện trần được khoảng độ 2 tháng thôi, thì con đã áp dụng ở nhà và con thường làm 6 vùng phản chiếu, và khi nào mà các bạn ấy ho hắng hay gì là con làm ngay lập tức, thì một ngày thôi là hết luôn. Thì các bạn ấy, và con làm cái 6 vùng phản chiếu bạch huyết hàng ngày cho các bạn ấy, và khi nào bây giờ mẹ đi vắng thì bạn ấy bảo là mẹ đi vắng rồi thì bố làm cho con, tức là mẹ có hôm nào mệt quá mà quên thì bạn ấy còn nhắc thôi, thế rất là thích. Và thì đấy là những cái gieo mầm cho các bạn ấy rất là quan trọng. Con làm giáo viên mầm non ạ. Nãy có tên gì quên rồi? Tên gì á? Con tên Trang. Trang giáo viên mầm non thích dạy luôn. Giáo viên mầm non đi dạy, cái này không hợp với ai. Đây, nói đi, tên của em. Làm người gì luôn? Dạ luôn. Dạ, tên cả lớp. Em tên là Hà Giang. Hiện tại là em đang điều hành công ty quảng cáo truyền thông Ken. Mình là giám đốc. Hay quá. Dạ cũng hơi rung, bởi vì thật sự là cũng chưa biết dẫn nhiều nên là cũng không tự tin để nói, nhưng mà nếu như thầy nhắc về cái này tự nhiên cái tinh thần dân tộc trào lên. Dạ. Tôi nghĩ là có một cái tham vọng rất là lớn là
tại vì thầy nói là thầy muốn cho dân tộc Việt Nam có tiếng nói ở trên quốc tế, ai cũng biết Diện Chẩn và biết tới Việt Nam. Nên là khi mà trẻ em mà biết tới Diện Chẩn sớm, những cái bệnh như là trẻ nhức đầu, ê tao quẹt quẹt cho mày một cái gì đó, ví dụ như ở lớp rồi đó, thì tự nhiên cái bạn nó bớt không hiểu Diện Chẩn là gì, nhưng nó cũng trở thành là quen quen quen. Có nghĩa là cái môi trường tạo cho bé nó giống như là cái ngôn ngữ thông thạo, và bé không hiểu là mình đang làm gì, miễn là kết quả cuối cùng là bé khỏe. Và cái sự đó nó lan tỏa, nó lan truyền đến cộng đồng, có nghĩa là ở lớp, rồi ở trường, rồi ở cả xã hội. Thì lúc đó là chúng ta không cần phải khổ sở gì, là chúng ta là dân Diện Chẩn và nhà nhà đều biết Diện Chẩn, người người đều biết Diện Chẩn, và mọi người không phải học tiếng Anh nữa mà mọi người phải học tiếng Việt. Em chỉ thích điều đó. Tên con là Bùi Thị Ba. Thế là con đến mấy cái môn Diện Chẩn này thì cũng mới được tầm khoảng một tháng thôi. Thế là con rất thích ở cái chỗ Diện Chẩn thứ nhất, rất là nhân văn, là ở cái chỗ là mất ít thời gian, ít tiền và trình độ nào cũng học được, mà hiệu quả lại đến rất là nhanh. Thế là thầy là con có một đứa cháu mới 5 tuổi thôi. Thế là cháu học ở quận 2 ở trường Tre Xanh ấy. Thế khi mà cháu bị cảm cúm mà chảy nước mũi này, rồi nghẹt mũi. Thế khi cháu đi thì cháu bị ho. Thế con có dạy cháu đây này, nếu như mà con đến lớp con ho á thì con làm này. Xong rồi con cào cào vào đây, nếu không hết á thì con cào cào vào hai cái cổ chân. Còn nếu như thế là con hết ho, thì ở nào ở nhà thì con cũng dạy cho cháu làm như vậy. Thế cháu nó về nó bảo là bà ơi, hôm nay con không ho, nhưng mà các bạn khác ho thì con lại con làm cho các bạn, và con chỉ cho các bạn bạn làm như thế. Thế là các bạn cũng không ho giống con nữa. Được rồi. Chúng ta phải đào sâu này chút xíu nữa. Mấy bạn có suy nghĩ gì khi thầy đề xướng cái tiểu thần y đất Việt không? Tên của nó là tiểu thần y đất Việt. Thầy đặt tên nó mà bạn thấy sao? Hay không? Nãy Huy Giang cũng có nói, cũng thấy cái chí hướng của thầy. Các bạn có thấy chí hướng thầy không? Thầy có bạo gan không? Bạo không? Tự tin không? Có. Khi mà thầy nhỏ thì nhát lắm. Bạn tưởng tượng thầy dạng từ bé không quá. Hồi nhỏ là nhát lắm. Ông thầy mà ông kêu trả bài đó nha, mà ông dở sổ, ông qua cái bàn đi là bài cái nữa ngó lên nặng chấm đó là thầy phát sốt. Sợ lắm à, nhát nhát lắm. Phát sốt rồi có khi mà mắc đi cầu nữa. Vậy sao cứ tại sao anh cầu là bị ảnh hưởng thần kinh. Khi căng quá thì ảnh hưởng tới ruột. Mà này là hay chỗ này nè. Bây giờ thì thầy nghiên cứu thì biết cái ruột không? Nó với thần kinh nó có liên hệ nhau. Não mình á. Các bạn thấy cái ruột mình nó giống cái não không? Thấy không? Mình chỉ có Diện Chẩn giải thích được. Cho nên mà hồi nhỏ rồi mình biết, giờ mình biết tại sao mà mình lo quá mình mắc đi cầu. À. Tức là nhỏ nói chung hiểu coi tàn rồi, tàn tệ rồi, hay là nói chung ốm yếu mà mặt mày xanh, học thì dở. Mấy bạn cũ mà có lẽ nếu mà cứ người nào gặp thầy đó tới giờ thì phải có anh bạn. Anh học anh qua Mỹ, anh đi qua Mỹ, có gặp lần ở Mỹ. Thì bằng tuổi thầy, thì anh cũng không ngờ. Nhiều xưa thầy học dở hơn anh. Hồi lúc đi Tam á, anh người Quảng Nam, thầy Vĩnh Long. Mà hai thầy chơi thân nhau, mình phục con trai này quá. Mình chơi thân trai này là vì mình tìm hiểu con trai sao học giỏi quá. Ở trong đó có mấy người học giỏi. Anh Trang Định Động thì dược sĩ, đứa bên lớn là dược sĩ mà không biết giờ đi đâu. Thì hai cái người bạn mà
học giỏi hơn thầy, thầy thuộc loại học dở. Thì mình đi tìm thằng mấy cha ra coi nó giỏi, tại sao nó không giỏi. Thầy biết mấy thằng mấy kia nó không giỏi, biết người ta sao kêu. Ta thì hỏi thì nó cũng nói học bình thường thôi, chỉ nhưng mà phát hiện điều này. Cái bài mà ông thầy giảng thì về nhà đọc liền, đọc ngay ngày hôm đó, đọc tới luôn nhiều lần, còn thầy đọc một lần rồi mà thầy cũng không coi lại nữa, cho nên thầy không nhớ là phải. Cái anh hiểu khoảng nào đó. Thì mình đọc báo giống anh, mình gọi kể ra rồi rách luôn, mình muốn cha này sao hay ghê ta, nó nhớ tốt ghê. Còn mình thì không nhớ, nó nhớ cái dưới luôn. Quá là không phải, nó biết cách. Sẽ đọc tới 3 lần bài báo, sẽ đọc lại tới 3 lần. Mình đọc lần thôi. Còn chắc anh Trang Đình Trọng, người Bạc Liêu, cái thời đó mà anh rút bộ những ngày nghỉ, anh đi xe đạp từ đây mà đi Bạc Liêu, rừng phục cha nó ghê lắm luôn. Xin chọn quá. Sao ướt được sao mà chả ốm nhỏ mà đang thua lui. Sao giờ học được, mình học luôn, mình phục mấy ông quá. Chỉ bị mấy cha thuộc là nhất gì trong lớp không, mình thì mình dốt, mình tìm hiểu coi mấy cha này học cái gì giỏi, mình thì ưu kiếm mấy người học giỏi mình đi coi. Thì mình không có nghĩ rằng ngày nay mình được như thế này, cho nên thầy mới ngồi thầy nghiên cứu mấy người học giỏi trong lớp, thì mới phát hiện rằng những người học giỏi trong lớp sau ra làm thầy giáo hoặc làm gì nói chung cũng không có nổi tiếng gì đâu. Còn mấy thằng cha học dở thì dở, thì kiếm được mấy cha học dở là ngoài thầy thì biết là có những anh này anh tên gì quên rồi, anh học cũng dở lắm, không thích học mà sau ra được họa sĩ nổi tiếng luôn. Được coi lại cuộc đời mấy ông bị trăng, mấy ông bác học á, đọc lịch sử thôi đa số là học dở, không thật sự nữa. Phải đúng không? Đa số học dở không? Thì có thầy đúng đó, không dở. Thế thì lý do nằm ở đâu? Tại làm sao được vậy? Cho thầy có nói câu coi về không phải vậy, cho đừng coi thường mấy người học dở. Học dở trong đó có những người không tốt nghiệp đại học, trong đó có ai biết không? Bill Gates. Học cái tới năm thứ nhì ở Đại học Harvard rồi bỏ. Mấy ông làm dữ thì thường thường nó bỏ học ngay. Đúng không? Biết tại sao? Newton học cũng dở, hình như ông gì đó, Einstein cũng dở. Thì giải thích luôn ha. Mấy cha học dở là mấy cha không có ham học. Cơ bản không ham học là gì, biết cho thấy mấy ông thầy giảng chán mà không có để thầy giúp mà thích, mà thích thầy học, thấy mấy ông thầy giảng không thích. Mà thầy thích đọc sách, học lòng người ấy. Biết sao đọc lòng người không? Bây giờ là nó bán, thí dụ sách cũng như Cà Nguyễn Lê đó. Cái thời gian đó là sách học lòng người ra đời là thầy, lúc bây giờ thầy đọc Thầy Thất. Thầy Thất bây giờ thì tay người sách dèm, tới lớp 6 mê đầu cuốn sách, thì bây giờ nó mới tái bản tác nhân tâm là vẫn nó lôi đi là chỉ mê muốn lên người là gì sách của Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Lê này tập dụng nhất. Thế này có kiến thức rõ, kiến thức nhiều do thầy đọc sách, mà đã mê đọc sách rồi thì không có thích học những cái ông thầy dạy trong lớp, vì đâu có gì đâu hay. Mà toán cũng dơ hẹp thì mặc cảm tự ti lắm nha, mặc cảm tự ti chứ mới tự tin như bây giờ đâu. À thì mình cũng ráng leo rồi rốt cuộc cũng lên tới đại học cũng đỡ quá. Lên đại học mới phát hiện là mấy thằng cha mà nó ra nói chuyện ở đại học mà nhiều cái anh xúc lắm, biết phát biểu biết cơ nói dữ gần mấy cha coi sao. Thì ủa sao mấy cha nó kiến thức không bằng mình, vì do mình tự học đó, mình sách quá nhiều. Đúng. Thì mới được sách lắm, tức là học ở nhà trường và cái này nó khác nhau, hay khác nhau đúng không? Nhưng cha học giỏi đường thì nó ít đọc sách, thì giờ đâu đọc sách. Còn cha mà mê đọc sách quá thì nó không có thì giờ ở trong lớp, do nó học dở là phải.
Thường tôi cái dạng là thích đọc sách. Nhưng lúc tôi phát hiện mấy người bạn học chung lớp với thầy trên đại học đó, kiến thức không bằng thầy. Bắt đầu tự tin là nha, bắt đầu mình đúng quá là mình cũng có chỗ hay. Nhưng mà không phải thời gian kéo dài đâu. Mình không biết mục đích mình để làm gì, không có một cái nghề, không có chí hướng và nói chung là không có lý tưởng. Nói chung thì học học vậy thôi, mà thấy học ra luật sư hay là cũng đâu có gì đâu. Thấy mấy người luật sư rồi mấy ông thì cũng có mấy bạn tốt nghiệp rồi, có bạn nó sao nó bị tâm thần, vừa học quá đó, học quá thành tâm thần, cố nhớ bị lực nó nhiều cái. Thì nói đây bạn cũng biết từ từ, thầy sĩ dĩ có ngày hôm nay đố bạn biết tại sao là được ngày hôm nay. Bạn phải nói cho bạn ý thức cái này mình đi. Cái này nó dính tới vấn đề dân tộc. Đố bạn biết tại sao thầy lên mấy lớp đi, tất nhiên thầy nói đi, nói bạn nói đi, mấy bạn nói đi, người nào có biểu không? Chào. Con này nãy có nhỏ nhỏ hay chứ cũng chịu, cũng thấy được, cảm nhận được. Các bạn bây giờ thầy không dám nói tất cả, nhưng mà đa số là thiếu một cái lý tưởng. Bây giờ hỏi bạn học này làm gì? Học nói chung nó đi học à? Để làm gì? Để làm gì? Không ai học này chứ bệnh, học ở trường thường bình thường ấy. Làm thế làm gì? Không làm gì đây à? Đừng quay lưng người, làm thế đi kiếm sống. Làm người gì đâu? Anh đi trái học đồng nghề, học người từ xưa, năm ba qua mai giờ. Bây giờ 90%, không dám nói 100%, 90% có lẽ đi kiếm sống. Tốt nghiệp đi học ngân hàng đi, ra đi kiếm việc làm mà nó đi vô ngân hàng á, để mình kiếm, để mình có thể sống được. Hoặc là có những ngành khác mình thích, mà có những số không ai thích vì không biết thi vô trường nào, thi đại cái trường nào đó và mai nó trúng trường nào đi học trường đó thôi. Thầy sơ luận là gì, nó cho vô học không phải thi, còn vô trường y khoa thi là thầy dở toán sao thì thi được, mà mình mới học y mà không vô trường y khoa được, thầy dở toán thì làm sao được. Thì có hai cái trường nó vô là trường văn khoa đó, bây giờ gọi là đại học tổng hợp, chứ lại cái trường luật là nó khỏi cái thi, thì vô học thì vậy cũng là gọi là học vậy thôi. Nhưng mà có thời gian dài không biết lý tưởng mình là gì, không biết mình sống mục đích mình làm gì. Ba thì nhờ ba thầy làm nghề thì cũng đỡ, mình đỡ lo, nhưng mà mình cũng thích làm nghề nữa. Còn nếu ông ta số nào đi kiếm sống không? Được, có những người cũng không phù hợp với cái ngành mình lắm mà cũng phải học thôi, chứ bây giờ mình làm học ngành khác không được. Ví dụ mình thích ngành y, đâu có đi vô đẩy học y được đâu. Thì trường rớt vì nó khó lắm. Bởi có nhiều người á, cha mẹ bắt học y, học y lên nửa chừng, học xong rồi bỏ đi làm kinh tế, không là bác sĩ. Nói chung là lập chí không có. Ông Vương Dương Minh nói rằng người không chí như thuyền không lái. Chí cứ làm lý tưởng, không biết mình sống để làm gì nữa. Thầy thì may quá, sau một thời gian
cũng chưa xác định được hướng, mà cũng không biết mình làm nghề gì nữa. Kiến thức thì cũng có khá rồi nhưng mà không biết làm nghề gì. Em ba thầy làm nhân mà thầy em thích thì cũng đọc sách vậy thôi, không biết làm nghề gì. Muốn nghe thầy kể tại sao thầy chọn này không? Đây là một bài học lớn. Thầy đọc sách nhiều lắm. Thầy nó ít chứ phải trên 1000 cuốn mình sẽ thay á, em sẽ tưởng là một bữa nó phát hiện ra một câu hay lắm. Mình tự nói rằng tận tính thư bất ư vô thư. Mình tự biết mình tự không? Chắc bây giờ ít biết mình tự đâu mà. Khổng tử, Bạch tử thì nghe là mấy ông nhà nho bên Tàu. Người ta gọi là Á Thánh, Khổng tử là Thánh. Còn Bạch tử là Á Thánh là sao? 100 năm mới, 100 năm vua nè. Ông nói tin hết, lòng ngoài sách thì chẳng hạn đừng có sách còn hơn. Thầy nghe có hơi lạ nha. Hơi lạ. Hồi đó thầy mê sách mới đến mức độ thầy nghiêm sách đây. Cảm ơn bạn sách. Mê sách. Sau đầu một cuốn sách khác. Ông nâng người Pháp viết cuốn sách. Kể lại là có một người đó đi học mê đọc sách quá cho nên lập cái chương trình đó là mỗi năm thì đọc bao nhiêu cuốn sách. Vậy là nào? Cuối cùng đọc đơn giữa chừng chết ngắt. Bởi vì đứa đó không làm gì. Bị sạch nhiều quá, xong đọc hết được. Nói đoạn thầy suy nghĩ nha, bắt đầu suy nghĩ. Sao đọc lên, cái thầy mới nhìn vào thực tế. Thầy mới thấy rõ ràng là có một sự khác nhau giữa những gì trong sách và những gì ở ngoài đời. Bắt đầu phát hiện nha. Không ăn khớp. Không ăn khớp. Bắt đầu thầy bắt đầu sách liền. Bắt đầu sách nhưng mà chưa bỏ đâu. Nhưng tới hồi đó chưa có nghề. Không biết làm nghề gì. Nhưng bác sĩ thì đi cũng được rồi, tại nó khó quá mình không học được. Nhưng ba thầy làm vậy thì mình đâu có quen hay làm đó, mình cũng không có làm luôn. Bơ vơ. Không biết làm nghề gì nữa. Ba thầy nói thôi bây giờ mày đi, con đi học thi vô đại học sư phạm đi, làm thầy giáo đi. Thì rớt luôn. Ông già ông chán, mình cũng chán, mình cũng chán luôn. Còn làm thầy giáo học cũng được luôn. Mà phải nếu mà thầy làm giáo được bây giờ thầy đâu đứng đây. Đúng không? Làm ông thầy giáo trả tới giờ nhiều. Chán qua, đi về Vĩnh Long. Vô cái trường mình ở tại đường tỉnh. Rồi thi cũng rớt luôn. Chờ thì cùng cực lên đi xuống như đấy. Xong rồi tức quá, đi lên trở lại. Không thể học gì nữa. Mà lúc thời gian đó thì qua Cần Thơ thấy nó lớn lắm. Lớn hơn Vĩnh Long. Thấy dân nó xong rồi lanh lợi mà nó khôn mà nó làm ăn dữ quá. Vĩnh Long đứng gì nó hiền. Đi đường ngang thì thấy mỗi nhà trong một cái đèn. Học à. Vĩnh Long thì công nhận mang tiếng học giỏi thiệt. Cho nên chỉ trong cái đèn để tập. Rồi sao mình trở về Sài Gòn thì cố gắng thi thì nó thu quyết tâm dầu sao lên đại học được là ngon rồi. Nhưng quyết tâm như thầy kể bữa lên đại học được mừng quá, bắt đầu vô đại học nhưng mà vẫn không có nghề luôn. Quá là cái nghề là rất quan trọng. Mình Việt Nam mình, các bạn biết Việt Nam bây giờ thất nghiệp nhiều không? Không biết không? Bao nhiêu thất nghiệp không? Cả đống người. Những người tốt nghiệp đại học á, thất nghiệp. Đừng có tưởng là học đại học tốt nghiệp xong rồi có việc làm nha. Còn bên Tây thất nghiệp cũng dài dài. Thầy thấy mấy người học tốt nghiệp tất nhiên tốt nghiệp đại học thì cũng biết ngành gì nhưng mà đi lái taxi cũng hơi bị nhiều bên Tây. Thầy năm quá ra chọn được một cái nghề để sống không phải dễ nha. Bây giờ cái ông Việt Nam mình á hơi ảnh hưởng Tây. Bây giờ bạn coi thử coi cái nước mình á, hai cái môn gì dở nhất nói nghe, chứ đừng có gì cũng đệ
Bảo đàn là bao năm? Ừ. Tư viện. Tư viện. Cái ngành đấy nói ngành, ví dụ ngành là bác sĩ hay ngành gì đại khái? Ngành giáo dục hay ngành gì đấy? Cái mà các bạn không được, không biết bạn có để ý không? Hai cái ngành mà đứng ngoài chạy chậm tiêm tại chỗ ngoài đó ngành giáo dục và ngành y tế. Hai đó người ta phản ánh quá trời luôn. Thấy không? Thấy rất buồn nha. Mà không biết làm sao luôn. Chị thầy tới dân đây đi làm điều nữa làm sao? À. Nhưng mà thầy được cái mê đông y. Cho nên nhờ đọc sách tự học đông y thì cũng chú học chú tài cũng mê đông y, cho nên là học mấy ông già xưa, mấy ông đương y cũ á, mấy ông đương y lớn tuổi á mà có người quê tài thì đi học, học thì được biết căn bản thì thôi chứ. Nhưng mà hiểu xong thấy mình đông y mê. Thế thì sao? Sau 34 rồi thì thầy đâu có biết làm gì đâu. Các bạn biết tình hình sau 34 không? Ngày thống nhất đất nước nè. Các bạn trẻ trẻ cho không biết. Sao đâu biết, đâu có nghề ngỗng gì đâu. Biết làm gì ăn nữa. Mà sẵn quá mình biết châm cứu á. Chứ mình đi thanh niên xung phong để châm cứu cho mấy người thanh niên phong để ta làm nó động quá. Giờ nó biết cái tìm ra như cái câu này đi đi giải đi chữa bệnh ấy. Sao tự nhiên mình thấy cái nghề này hợp với mình quá, nó chữa rồi sao quyết định xin về sở y tế bỏ. Sở có anh bạn anh cũng trở về về mà không quan tâm gì thì sao không thêm. Lúc bây giờ có cái là tạm gọi nghề nhưng mà cũng chưa được gì đâu nha. Được gì phải học nhiều à. Lúc bây giờ mới thấy sướng. Sướng là vì mình có nghề. Còn bây giờ dân mình sao? Đa số thất nghiệp. Tại vì không có nghề. Các bạn nào có người cảm giác thất nghiệp không? 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 Biết chữ tự nhiên, biết chữ là cũng có học nhiều mà không có nghề. Ba thầy nói nè, Tây á, hồi đó phỏng vấn ông chú ông nói anh vô mà đi xin việc làm á, nó hỏi anh có nghề gì, mặc dù anh không có nghề, anh cũng đừng nói anh không có nghề nha. Anh nói không có nghề là anh đuổi ra liền, không có gì nha. Thì dạ ba thầy nói như ông không biết đánh máy tội nghiệp. Ông dễ các bạn đánh máy bằng tin giấy như này để ông tập, không có tiền đâu. Nghèo vậy, ở đứa quá phía dựng nè, ở đường Phan Phùng. Rồi sao giờ ông đó không biết đánh máy, rồi thế thì thôi, cái ông Tây cũng nhận. Bởi vì ông như xưa ông nhờ ông học tiếng Pháp giỏi quá, thì ông cũng đỡ. Vừa làm thư ký cho cái ông là đang làm cơ trưởng đó, giám đốc. Chúng ta biết rằng á, là người Tây á, nói chung là những nước tiên tiến người ta quan trọng cái nghề đó. Mình không có nghề là coi như thất nghiệp, nghề phải giỏi. Còn dân mình hiện nay đó, học chữ nhiều quá, thì học lý thuyết á, hiểu không? Học lý thuyết nhiều quá, dồn nhé, vô đầu mình nhỏ này, lý thuyết nhiều quá. Mà thực tế thì không có. Cho nên bây giờ thất nghiệp quá trời. Nhiều là đi làm nghề không có căn bản gì đâu. Cho anh thấy thì nói đúng không? Đúng không? Người yêu đen nè. Trời ơi. Cho đến cái ngày thầy đổi đời. Không biết ngày thầy đổi đời ngày nào không? Lên trường cai ma túy, lên trường cai nghiện ma túy. Cũng có mấy cái ngành bên ngành đó. Nhưng bữa ra mình cũng ngồi biết chăm để mình cắt cơn nghiện ma túy, cơn nghiện ma túy. Cho mấy người nghiện ma túy ở trường cai xì ke. Trường gọi là trường
xây dựng thanh niên mới ở gần cái nhà thờ Fatima, rồi là qua cái gì đây Bình Chiểu, à Bình Chiểu chờ mấy người ở đó biết mà. Mình cũng chưa định hướng cuộc đời mình đâu, cũng chưa có định hướng được. Chưa đến một ngày. Hồi đó thầy cũng học, cũng chưa bệnh nhưng mà thầy cũng thắc mắc. Thì sao người ta không, cả thế giới không biết tại sao người ta tìm ra được việc để là ra cái môn nghiên cứu của người ta mới. Thầy cũng đọc sách rồi thầy biết là người ta không biết, người ta không biết luôn. Nó là một bí mật, nhưng mà cho tới thời điểm đó không ai biết tại sao người ta tìm được. Nhưng mà cái chuyện này để mấy bạn nên quan tâm cái này, mà thầy ưa nhắc đến tình thương đó, tình thương, thương người khác. Cái này nó làm cho thầy đổi cuộc đời, cũng vì cái tình thương. Ở đó thầy mê cái nhĩ châm á, châm đôi tay gọi là nhĩ châm đôi tay. Cái này nó hay là vì nó có đồ hình, vẽ đồ hình cái đầu người luôn, mình luôn ngực lên. Sao bạn nào có coi không? Bạn nào biết không? Mấy bạn không coi chắc. Đồ hình nhĩ châm là hình là bò thay lộn ngược thì mình thấy châm. Nói chung vẽ là có lưng cái này, vẽ cái lưng là cuộc sống này kia. Mà cứ ngay đó châm thôi, nó mới điểm á. Thì châm cho mấy em nghiện mất đi, đau quá, anh lao quá trời luôn. Mà cũng vì cái lòng thương mà chắc hẳn mình về suy nghĩ có cách nào làm cho cái anh này đừng bị đau. Thì tụi nó nói mấy người mà mấy người ở mới gần này thì nó cũng lên trong đó nó làm gì đó, trời ơi à đời, chậm là phải đau thôi, bây giờ cũng đau sẽ được cái gì, cái ai cũng vậy thôi chứ. Thì nó người ngoài tao thấy mày chậm đau tội nghiệp quá, tôi suy nghĩ cách làm chậm cũng đau được chứ, cái thôi rồi bỏ đi về để suy nghĩ. Thì có một câu trong kinh điển, có câu như thế này: trong dương thì có âm, trong âm thì có dương. Câu đó có khi nào bạn nghe nói không? Có không? Thì thầy cũng nghe nói giống vậy, thầy cũng đọc sách. Nhưng thầy chỉ khác một điều là thầy có cái suy nghĩ không giống với bạn thì mới có ngày hôm nay. Thầy ưu có những suy nghĩ khác không nha. Thầy mới nói này, vì vậy có thể suy được như sau: trong cái vùng đau này nè, cái điểm đau có thể có một điểm không đau, vì trong dương có âm á. Vậy thì dương là đau đi, âm là không đau, đúng không? Thì mới lấy kim này châm nhiều giò làm như này, tự nhiên thì châm cái tới đây thấy người ta không nói gì, mình để ấn dụng cái nó cũng không nói gì. Này, à cái này có lý à, nó thấy mình đứng đứng rồi, ủa anh châm chưa, anh châm rồi, bữa xong thấy đau rồi mày, em thấy đau nữa, rồi mày không thấy đau mà mày nghĩ thấy gì? Nó thấy gì nó chạy này, nó là những chạy như thế này, mừng quá trời mừng. Rồi cái mình cứ thấy mình cứ chăm, mình cứ chăm thì cứ không đau, làm cái nó sướng quá, nó không đau này này. Ông hay thì cái gì không hiểu, khi chăm không đau như bữa trước rồi. Mình biết là mình đã tìm ra một cái kỹ thuật mới, nhưng mình chưa có làm chi. Tìm lên thì cũng thấy khoái vậy thôi, cũng chăm đây thấy khoái khoái chăm vậy. Nhưng mà bữa gì bên thầy nói sơ sơ đó, bữa đọc tờ báo ca ngợi cả Việt Nam là quá giỏi luôn, khiến cho cái nhà nước theo cũng thuộc về phe xấu chủ nghĩa, đưa lên mặt báo luôn, bị tổng thống tiếp rồi, cái người chủ tịch chuyện tiếp rồi, tặng đó báo mình lập tức đưa lên báo đăng ở đây nhất, ca ngợi nó người Việt mình học hành quá giỏi, tức là nó người Việt mình ưa báo nó ưa nói mình là người Việt mình làm giỏi gì ở số 1 thế giới luôn, bằng Do Thái hay Nhật Bản gì nữa hả? Thôi Do Thái không? Tôi sẽ không biết. À, đây thì có chuyện này mới đang lại
lúc nào cũng tự hào mình là người học giỏi hơn Do Thái của Nhật Bản. Thầy nghe nhiều rồi, thầy nghe nhiều bên Tây đâu thầy nghe. Nhưng mà thầy khác đa số các bạn. Là bữa đó thầy bắt đầu lòng tự ái và lòng nổi lên. Thầy chỉ khác với bạn chỗ đó thôi. Thầy cảm thấy bị hổ thẹn, bị sỉ nhục, cảm thấy bị hổ thẹn. Thầy sinh đi học công học mà giỏi mà lúc nào tự học giỏi tại sao cứ tự hào như chế thầy môn gì dạy đi dạy ta đi đúng không tối ngày ai ơi mình còn giỏi gì bộ còn giỏi cho thấy là nhiều cô em nói có người từng nói vậy nhưng mà không ai nghĩ đến thầy thì nó mình phải đi dạy thế giới thầy sinh học quay đi. Do đó là cái ý định ban đầu đó là vì tự ái dân tộc vì tự ái dân tộc mới làm được chứ không có làm được đâu không có thì mình cũng quay bình thường thôi tức là mình học giỏi là em rồi đó học giỏi so thế giới là em cũng rồi người ta nói rằng người nào học giỏi ai cũng biết nhưng rất ít nhà bác học nhưng mà đi luôn rất ít nhà bác học rất ít nhà phát minh Việt Nam mình không giỏi thì người ta cũng rưỡng được đúng là mấy hồn Việt Nam mà học giỏi thì có ngồi suy nghĩ và tìm hiểu biết bây giờ sao người anh em mà do hồi nhỏ ráng học quá tới hồi đó đuối rồi lấy được bằng tiến sĩ là đuối rồi và khi đó là thôi thì lo làm ăn kiếm tiền là được rồi còn mình muốn làm gì nữa còn Tây á hồi nhỏ nó ít học cái nhẹ lắm các bạn qua bên Đức các bạn đi qua Mỹ trời nó học hồi nhỏ nó chơi không á con đi nhỏ tay chơi không à không có lắm mình á hả biết nhỏ mình hồi nhỏ học dữ được khoe mình giỏi hơn mấy đứa nhỏ tay rồi chẹp mắt tay chơi nữa nó cái tuổi thơ này chẹp đi chơi nó bắt đầu học nhiều nhưng mà lớn là học dữ và sau khi nó tốt nghiệp đại học rồi ra tiến sĩ rồi là nó mới phát minh nó mới nghiên cứu tiếp để phát minh cho nên nó có nhiều phát minh này cộng ra nó đuối rồi mà nó mình đuối rồi như là mình để mình hưởng thụ nhưng mà đâu mà từ nhỏ lớn học công mà bây giờ làm ăn có tiền rồi có kiểu nhà lầu xã hội đi chơi à, mà làm cái gì nữa qua được không cho nên thầy cũng biết những điều đó và thầy nói mình kiếm được cái này là một cái mỏ vàng vì thầy đã từng biết rằng cả thế giới không biết được cách trùng nghiệp mà thầy chỉ vì suy nghĩ cái này nó thuộc lĩnh vực gì là tư tưởng tại thầy có tư tưởng không giống người bình thường mà không phải là thầy bất thường này nha thầy đâu bất thường mà bất thường là cùng quá thầy chỉ khác thường là thôi khác thường là suy nghĩ không giống người ta thôi chứ không có bất thường thầy nói tại sao nhưng mà thầy cũng biết cái điều thầy tìm là quý giá tại miếng khai cái gì không được không máy tìm được luôn có máy tìm không được luôn nhưng mà nó chưa có tham vọng cho đến một ngày mà đọc bài báo đó mà bắt đầu nổi điên lên có những lúc nổi điên hay vậy nha thì nổi điên thì nó được rồi mình sẽ chế ra một phương pháp để đi dạy thế giới đấy, nhưng mà trước khi đó phải đi tìm coi thế giới nó làm gì mà nó cái gì chưa làm chứ đúng không thì mới phát hiện ra mà không ai làm các bạn không ai làm hết thời điểm đó khoảng 80 thầy nói trời dành cái mặt cho Việt Nam thầy nghĩ trong đầu á trời dành cái mặt cho Việt Nam rồi ok phanh dòng rồi con thầy thuê tập trung vô mặt thế thì mai qua bước mai sao nhờ những câu tục ngữ ca dao của Việt Nam gọi là đầu mối các bạn biết không trong mặt mà bắt hình dông con lợn có béo khổ lòng mới ngon đúng không mặt sau ngao vậy đúng không biết ngao là cái gì không biết hả à?
mấy sao người. Mấy sao người. Con ngao là con nghêu đi. Con ngao là con nghêu ấy. Con ngao là nghêu ấy. Vui thật cái này vui. Mà bạn biết tại sao người ta nói ngao ngán không? Biết tại sao nói ngao ngán không? Tại có con ngán. Các bạn nói con ngán. Con ngán á, hỏi cô đây, người bắt nó biết không? Biết không? Con ngán á. Ngao ngán đấy. Biết là biết về không? Con người bắt nó biết rồi. Đó. Ở vùng Hạ Long á, vùng Quảng Ninh đấy, vùng Hải Phòng Quảng Ninh nó có con ngán. Thầy ăn con ngán một bữa về, nó đi về đi tiểu cả đêm luôn. Mát lắm. Con ngao thì ăn nó biết rồi. Thì con ngao ăn ngao ngán. Nhưng mà miệng sao ngao vậy? Đố anh biết tại sao miệng sao ngao vậy là cái gì? Biết không? Hả à, con ơi, tại sao nó miệng sao ngao vậy? Ông bà mình nói nữa. Sao biết được? Nghe nói thôi. Con ngao tức là con nghêu, rồi con ngao. Thì ý nói là cái miệng của người phụ nữ đó như thế nào nó giống hình con nghêu, giống hình con ngao. Thì như thế nào nó ở dưới như thế ấy. Thế là bắt đầu thì trí óc sẽ bắt đầu động não nha. Bắt đầu động não à. Như vậy với chi mà như người ta đó là đội cho nó khoái lắm, cái con cười 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 quá. Thầy không có cười, cũng cười nhưng mà không có không cười. Không phải người ta biết được. Nhưng mà vấn đề này à, từ những câu của dân gian á, nó giúp cho thầy suy nghĩ. Cái mặt, mặt này mặt mình, mặt sao cao vậy? Rồi có câu này nha. Hồng diện đa dâm thủy. Mới đầu là triết yêu tri đại nguyện, trường túc bất tri lao. Hồng diện đa dâm thủy rồi triết yêu tri đại nguyện, trường túc bất tri lao. Là mấy anh lớn tuổi á, mình còn nhỏ hơn mấy anh đưa, đọc mấy câu đó rồi cười quá trời luôn cười. Tức là nhìn để biết đàn bà. Hồng diện là mặt hồng này này, má hồng ấy. Đa dâm thủy tức là âm dịch phụ nữ nhiều, nước ở dưới nó nhiều, âm dịch nhiều rồi. Hồng diện đa dâm thủy, triết yêu hoặc là chiếc yêu truy đại nguyện, cái eo nhỏ nè, cái eo này nhỏ nè thì cái ở dưới nó lớn đại nguyện thôi, chứ không phải nguyện. Trường túc bất đi lao có nghĩa mấy nhỏ cẳng dài á, lâu lắm, mấy nhỏ lâu mệt lắm, bất đi lao mà không biết, không biết mệt. Nhưng mà không ai về rằng chính những câu đó giúp cho thầy làm nên cái mặt, làm nên chẳng gì hết. Tất nhiên nó có nhiều thứ như nãy tiêu nguyệt là nãy nói rồi, nhưng mà vẽ ra đồ hình á là nhờ những câu đó, vẽ đồ hình nhờ những câu đó. Trong khi người ta tới chừng mình làm xong mấy năm sau báo cáo cho thành ủy rồi, ông Kiệt đầu tiên kể chuyện với mấy ông bạn nghe, ông nói trời đó tôi nói ông nghe chứ không, nên thì đúng rồi ông nói tôi nghe đúng. Nhưng mấy ông chỉ biết cười thôi. Mấy ông nói tôi nghe, mấy ông chỉ biết ngồi cười, rồi bạn bè ngồi cười, thấy có gì thích thú lắm. Vì biết được bí mật của phụ nữ, có gì thích thú lắm. Nhưng riêng tôi thì tôi lại tìm ra được phương pháp này à, nhờ mấy câu ông nói đó, tôi mới tìm được phương pháp gì chẳng bây giờ. Khác nhau cho nó không? Thì bạn nghĩ như thế nào? Trời con biết vô tay nữa. Ủa không hay à? Cái người Tây này cho người Tây đọc cái bài này đó, người Tây khâm phục quá. Cho nên mình không biết giá trị của mình gì đâu. Đa số là mình không biết. Thầy được những người ngoại quốc á đánh giá phương pháp diễn giảng này cao hơn ở trong nước. Và biết tại sao? Tại sao?
Người ta biết rằng phát minh là cực kỳ khó, đúng không? Thứ nhất là phát minh đi học được cực kỳ khó rồi. Thì bạn nghĩ coi, từ khi làm người ta, người xưa, người Tàu, người ta tìm ra châm cứu đó, cách đây trên 3.000 năm. Rồi bên Tây, ông Louis cũng tìm 550 cái lỗ tai này, tới giờ cũng là 50, tới giờ cũng nhiều rồi. Tức là phát minh y học cực kỳ khó, 3.000 năm mới có người, không có sự. Cho nên những người Tây phương người ta biết nở mình cái giá trị của những phát minh. Cho nên mình cứ nghe mình thấy hay cười chơi thôi, những người ta thán phục vô cùng. Người ta mới phát hiện một điều thứ nhì nữa mà các bạn biết, là mấy người ta nói như thế này: hóa ra thầy đã dùng những câu dân gian hay giao đó mà tìm ra phương pháp này, chứ không phải là từ những cái trẻ nhập từ trên xuống, tức là gì là đi học có trước, những kinh nghiệm người học có trước mà thầy tìm ra cái này. Hóa ra không phải. Thì cái này lạ nhất, bên Tây không bao giờ có hiện tượng này xảy ra, không bao giờ có chuyện này xảy ra. Y học như trẻ dọc từ trên dưới, đó là viết khoa học. Chứ không có dụng mình đi từ ngôn ngữ bình dân đi sang này để đẻ ra phương pháp này. Cho nên họ rất lấy làm thú vị cái chỗ này. Và họ ca ngợi tiếng Việt. Vì thầy có nói rằng là mình được lấy về sống mũi. Thì suy nghĩ là sống mũi tương ứng sống lưng, để từ một chữ sống. Thấy không? Cho nên thầy làm mới được. Đầu tiên thầy làm đây nè, chữ ngữ số 1 đây nè. Thì họ thấy là tiếng Việt quá hay, như cổ tay của chuyên khoa học này, cổ tay này, cổ tay của học nằm đây, cổ học tương ứng cái này, cổ học bên đây, nhưng mà nó sẽ có chi cổ, một chi cổ giống nhau, thì cái cổ tay này sẽ thì mình nó cổ học được, cổ chi cũng vậy. Thì khi các nghĩa tay nghe đó, học sinh tay á, thì nó phục qua, nó trở sang tiếng Việt hay như thế. Còn mình thì qua bình thường, vì không thấy cái ý nghĩa bên sâu bên trong đó. Thầy thì thầy thấy cái mối liên hệ. Thầy thí dụ như cổ tay thầy biết, cái thầy biểu quay cổ tay cái người kia về cổ, cái cô người Đức học trò, thầy bảo em làm vậy thôi. Vì thầy biết rằng giữa cái cổ này với cổ này, nó cổ tay này có liên hệ nhau, quay ngồi từ cái nóng này rồi hết liền. Thì đó là thầy đừng vận dụng những cái chữ ở trong tiếng Việt mà tiếng Tây không có, để tìm ra những phương thức trị bệnh. Mà bây giờ bạn thấy kiểu này đó, bạn mới làm thầy ưa bài này, người ta quay này trị bệnh. Thì do tiếng Tây nó không có cái này, cho nên không tìm được phương pháp này. Mà tiếng Việt có cái này, cho nên thì tìm rất nhanh, thì mới xây dựng thành công phương pháp truyền dẫn. Nó là lạ nhất đối với Tây, là lạ như lạ kỳ lắm. Cho nên họ mới ráp nhau học dữ vậy, là vì người ta đánh giá rất cao phương pháp này. Trong khi mấy bạn thì biết hay vậy thôi, cười gì vậy thôi, không đuổi vậy. Bạn biết được. Mình nhớ ra với bạn, cái gì tìm ra một phương pháp mà cả thế giới không tìm được mấy ngàn năm. Thực sự Tây nó cứ chế ra những bộ cái chế dầu nguyện này, Tây cũng chế, Tàu cũng chế, tức là ta chế ra những cái máy để dầu nguyện mà vẫn tìm không ra được như thầy. Họ đã thất bại và họ không có ra được phương pháp nào cả. Mà thầy ra được pháp cho nên tâm rất ngạc nhiên khi ra được pháp này, người ta hết sức ngạc nhiên. Và giờ em trải qua 38 năm rồi, và tất cả đều chịu phục sát đất và đi học thôi, bởi vì đi học và công nhận rằng đây là phương pháp, là đây là pháp minh của dân tộc Việt. Ngồi chịu em leo luôn. Thầy là người nhạy cảm lắm, cho nên thầy cảm xúc lẹo,
và cảm nhận với nhẹ. Các bạn phải tập nhạy cảm. Tập cũng được nhưng mà thầy giúp cho phương pháp. Đó là âm dương khí công. Thầy là nhờ âm dương công thầy làm nhiều chuyện. Âm dương công là báu vật tính môn của dương trần. Không có âm dương công là không có phương pháp dương trần. Lớn cũng đổi hết. Nó nối nó liên được. Tức là nó nối những cái neuron thần kinh đó nhanh vô cùng. Cho thầy làm được nhiều điều. Chứ bây giờ nó tự nhiên có đâu. Thì cái này thôi, mình cho trời đất nhỏ phước cho dân tộc mình. Thì nghĩ vậy mà. Trời đất nhỏ phước cho dân tộc mình khiến cho thầy mới tìm được cái này và tìm được một số những cái khác mà. Để góp phần với những người khác đưa dân tộc Việt Nam đi lên. Và cả thế giới phải biết trí tuệ của người Việt Nam và cái tình thương, cái tấm lòng của người Việt Nam đối với nhiều loại nói chung. Nội yên. Mà sao nó tài lắng nghe. Bây giờ thì nói tại sao nhiều tài thì không biết cái này không vô tay. Các bạn biết là bên tay á, ít khi ai bắt nó vô tay. Như bữa thầy đi Cuba chuyến đi đầu tiên, thầy mới học được một bài học. Những ca sĩ trong ca mà, tức là chắc là thi đó, thi ca, ca hát dùng cái lớn, nhà hát lớn, thế cô ca hát vỗ tay thì tay vỗ tay thì cũng được đi. Toàn thể hội trường đứng dậy. Việt Nam không có làm đó. Toàn thể hội trường đứng dậy và những người cai nó vỗ tới ba lần làm cứ trả tới ra vô lại ra vô ra tới ba lần nó mới thôi không vỗ. Thì bài học rất lớn đối với thầy. Thầy mới nghĩ đến Việt Nam mình dân mình thôi. Ca hát hay hay mà cô ca hay kể coi tôi không quan tâm. Mình đi ngồi nói thế nào. Cũng vỗ tay mà chưa bao giờ biết đứng dậy. Thì qua bên Ý một hội nghị đâu khoảng 200 mấy chục người ở đây mỗi một năm gì thầy mới dặn khi nào thầy nói chuyện hay bình thường thì ngồi vỗ tay, còn hay quá phải đứng dậy vỗ tay chưa rồi để cái nghĩa này nghe. Tại sao mình phải nói người ta hiểu, người ta mới không ngạc nhiên, người ta bằng lòng. Theo viện trưởng á, cái tay này là cái gì? Theo viện trưởng bằng tay là cái gì? Con người. Bằng tay là cái mặt, nhưng mà là gì nữa? Tim, coi nè. Tim và não. Cái bàn tay mình nè, là tim với não. Thấy chưa? Chúng chim nhỏ nhỏ nè. Mình thấy mình không thích đâu. Vô thấy người mình khỏe không thích lắm. Mình tỉnh táo là liền tức. Mà thấy mình khỏe đúng không? Đúng không? Đâu đâu thử vỗ thử coi. Khi thế hơn là vì hiểu. Không, cái này là một bài học lớn. Mình hiểu là mình tán thưởng khác, mà mình không hiểu là mình tán thưởng khác. Mình đừng bị ép buộc. Mà khi người ta hiểu rồi, à quá rồi thì chồng nói gì đúng. Cho nên mình nên vỗ tay. Tại sao lần thấy pháo nó cũng có người ta vỗ tay nó mới nghĩ dữ. Chứ bây giờ mình im liền, mình chán quá rồi cũng nghĩ đâu. Chán. Cái vỗ tay này là cái lợi hại lắm. Mà thầy chỉ gì đi Cuba mà thầy thấy rồi về thì nghĩ ra cách. Mà từ đó thì đâu là cái nước nào mặc dù họ là ngoại quốc, họ nghe nói rồi là họ sẵn sàng vô tay liền. Họ mới lắng nghe mình nói, coi mình nói đoạn nào hay để họ vô tay. Hay quá toàn thể. Trời ơi mấy em biết rằng tay quả nó đứng dậy mà nó vô tay mình nữa. Không có đâu. Thầy biết là mấy anh sinh viên mà mấy anh kiều mà đi học bên đó đó, người ta học thành tài rồi ta về nước gặp thầy mà biết thầy đi là vậy. Thầy nói em chịu thầy buồn. Thầy ở tay không ai bắt nó làm gì nữa, nó muốn vô vô thôi à, không ai bắt à. Mà thầy nói sao mà nó vô cả hội trường đứng dậy thì ông phục thầy luôn á. Tại mình phải biết cách nói chứ.
không nói tay hiểu, nó vô tay không thấy là gì chứ à, không hiểu tay sau khi nghe hiểu khác. Bây giờ nè, thì có ghi tâm ngôn mình tha thứ được là khi mình hiểu, mình hiểu mình mới tha thứ. Có những cái mình không tha thứ để mình không hiểu. Ví dụ ông chồng ngoại tình đi, có những trường hợp người vợ tha thứ được, hoặc là ngược lại và vợ ngoại tình, có những trường hợp hiểu và tha thứ được, không hiểu không tha thứ. Những hiểu quan trọng hơn nha. Còn muốn những đi cái giá trị cái biết không, thì ghi tâm ngôn để ráng đọc tâm ngôn giữa biết và cái không biết rất gần mà cũng rất xa. Thì cái câu ngắn là đấy đúng không? Nó biết lái xe không? Không biết. Biết lái xe không biết. Cắn nhau rất xa. Mà chữ biết không biết chỉ gắn nhau chứ không chỉ biết thôi. Giờ thì biết như con gắn mà đọc cái tập thấm luôn á. Học cái này là 3.000. Ai mà học lâu rồi mới thấy trời ơi học cái này thôi rồi mà miên man. Nhưng mà có một điều thì bất ngờ vô cùng. Cô Đinh Hương Thảo là ở Thèm Bác mới ở trong thời gặp cổ là con của Khánh. Cô Khánh là em dâu bà xã này. Bà xã thì người Bắc, người Nam Định. Thì cô là người Hải Phòng, tức là bố của cô Hương Thảo là con em của bố nội bà xã này. Cô dạy trên mạng. Bữa đó cô khoe cô nói ba ơi, con có dạy một cái người ở Dubai, mình chọn xong bay qua đây học, mình học online sẽ biết được. Cô qua đây cô học, mà cô sẽ làm công tường tới. Cô coi làm sao? Hoặc là cô nghĩ có lẽ diễn chẳng học tường đủ rồi. Rồi mà xin về, hãy sắp về đó, cho gặp một cô Ấn Độ quá đẹp, có một người chồng Ấn Độ luôn, mà ở bên Dubai là xứ nó giàu nha, Dubai là tất nhiên giàu. Sau khi nghe thầy giảng một hồi và thầy biểu diễn thì chú Vịnh phất tay vậy là hết rồi. Mà suy nghĩ vậy sao anh nói với cô Thảo, mà nói thôi em phải chuẩn bị thời gian nhiều lần để em qua này học, là vì cái diễn chẳng của thầy Châu nó bao la bát ngát chứ không phải như em nghĩ lúc đầu rồi. Nó quá lớn, nó quá vĩ đại mà. Thành em phải chuẩn bị và qua nhiều lần mới học được cái của thầy Châu. Vì em cũng không ngờ, giống em tưởng giống như trong cú lỗ tai thôi, em nghĩ vậy. Qua nghe thầy giảng và nghe thầy biểu diễn, thầy chữa nó nói thiệt em chưa từng thấy trong cái nước nào trên thế giới này làm được. Người ta ở Dubai tức là trình độ cũng khá lắm, thì họ mới nói những câu đó. Rằng đồng ý không? Cho nên nhớ nha, phải hiểu biết thì mới thán phục, rồi mới có nhiều tài. Thì thầy cũng là vui vẻ, rất phấn khởi khi biết các bạn hiểu và tập trung nghe và tán thưởng. Rất là vui và không biết ca sĩ nói ca 10 bài cũng được khi nó được vô tay, phải không? Đó là hiểu rồi, bây giờ hiểu rồi, bây giờ hiểu rồi, bây giờ hiểu rồi. Cảm ơn các bạn. Bây giờ cho nghỉ 5 phút ăn. Rồi, ở này qua toilet đó. Cái này cũng lương này. Từ đầu học lại nha, tới 9:15 về. Nếu người nào tới 9 giờ về trước nó có cần gì mà bác này chị nè, về trước cũng được sao. Bây giờ thầy nói ý kiến câu này chút xíu để mà nhấn mạnh vấn đề. Hồi nãy các bạn có thấy cái ngôi sao sắp cánh nó có một cái tiểu tự nhiên đặc biệt à? Thầy đã nghĩ nhiều về vấn đề dân tộc mình. Bây giờ để các bạn hiểu thầy hơn chút xíu không có gì đâu. Thầy thấy muốn cho dân tộc mình mà tiến bộ theo kịp với dân tộc khác thì chỉ có một cách thế này là
phải tạo cái nền tảng quan trọng nhất là sức khỏe của dân mình phải nó mạnh lên, phải thông minh hơn. Thì tất cả những cái gì thì nghiên cứu ra đó là để làm cho dân tộc mình nó vừa khỏe mạnh mà vừa thông minh mà vừa tự tin nữa. Tất nhiên cái gì mà thầy đã nghiên cứu thấy đó, cái này nhà nước làm được không? Nhà nước tại vì nhà nước không có biện pháp giống thầy giống gì. Nhà nước tất nhiên phải có những dạy thì mình đã biết rồi, dạy với hệ thống giáo dục những dạy thì mấy bạn đã đi học mới không biết rồi. Y tế ta cũng làm mình biết rồi, thì chỉ bổ sung vào đấy những cái mà người ta chưa có, nhà nước chưa có. Như cái này là không phải là nó đồ thường. Tại sao thì giống nó không phải đồ thường? Tại vì thầy đã được các nước như Nhật Bản, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và mấy chục nước trên thế giới mời đi dạy, mà đặc biệt có những nước như thế, kể cả Canada, kể cả vậy thì dạy cho Âu gần hết. Tuy nhiên thầy có chi nhánh ở bên Paris, bên Ý. Thế thì nó không phải là phương pháp bình thường mà phương pháp rất hay và mới đối với thế giới. Cho nên thầy mới nói, dám nói điều đó. Thầy mới nói một câu là chúng ta phải đơn giản quá để đại chúng quá, đại chúng quá để toàn cầu quá. Thầy dám nói như thế mà cũng không ai nói gì. Tại vì thầy đang làm rồi và đã làm rồi chứ không phải là mới làm. Cái này ít ra cũng 38 năm rồi, không phải mới đây. Và thầy dạy năm nay thì dạy bên Nhật Bản, những con thầy thì có lẽ mười mấy lần dạy tại Đông Kinh, dạy trường đàng hoàng không phải dạy, dạy toàn người Nhật không à, không phải dạy người Việt đâu, dạy châu Âu cũng toàn dân châu Âu mà, không phải dạy người Việt. Người Việt mình ít đi học lắm. Thứ nhất tại sao? Tiền cao á, nó trả một tiền ngoại quốc duyên cao. Tự nhiên nên mình nói thôi về ở trong châu học đi, hoặc là học qua mạng đi, thì họ cũng chưa thấy được cái giá trị cái này. Giờ này thôi thầy cũng không có nói gì. Những người ngoại quốc muốn học cái này phải bỏ tiền hơi bị cao, thì một tuần lễ phải 800 euro, từ 7 tới 800 euro một tuần. Tính ra tiền Việt mình là bao nhiêu? Mấy? Bên Nhật Bổ cũng vậy, Nhật Bổ mắc hơn nữa. Một tuần lễ thôi. Hiểu không? Và hiện trạng chỉ là một thứ trong những cái thứ mà thầy đã nghiên cứu rồi. Thì thầy là người Việt, tất nhiên là thầy có một cái tình cảm đối với dân tộc Việt, nhưng mà có lẽ tình cảm nó mạnh hơn nhiều người khác. Tất nhiên thầy không dám nói mạnh hơn bằng những gì lãnh đạo gì thầy cũng dám nói. Nhưng mà bây giờ thầy không có dính gì đến chính trị, đến cái ba vụ người chức tức không có vụ đó, không có vụ tôn giáo cũng dính gì. Nhưng mà ít nhất thầy có tấm lòng đối với dân tộc mình thì cũng hơi bị mạnh. Cho nên thầy nói là thầy xin góp công với lại những người lãnh đạo chân chánh của đất nước này. Mà giờ ông ai biểu thì tự động làm thôi, để góp sức góp công với lại để đưa dân tộc đi lên. Thì trước nhất phải lo cho cái người Việt mình là khỏe, chỉ là khỏe thứ bệnh tật, ít bệnh tật nghe hay không bệnh nha. Trong tử vi nó có sao bệnh á, thành ra rồi ai tới sao bệnh phải người bệnh đó. Có điều người ta có khỏe đi mình đọc cái này nè, thì mình bệnh nhẹ thôi, nhưng phải không bệnh. Thứ hai là phải thông minh, thì thầy có cách làm cho thông minh hơn bình thường. Thứ ba là mới tự tin hơn, cũng có cách làm cho tự tin hơn bình thường. Như thầy là một cái biểu tượng đó. Thầy thì hồi nhỏ thì như thầy kể đó, cũng không phải thuộc dạng sức chúng gì đâu, dạng bớt thì đúng hơn. Nhưng mà tự nhiên mình tìm ra được do cái lòng yêu nước, những cái hơn mình suy nghĩ chúng, mình đã tìm được những cái phương pháp rất là hay. Và từ đó thầy dùng và thầy xây dựng cái lý tưởng cho đời mình là tất cả cái thời gian mà thầy có được thì thầy đóng góp cho việc xây dựng đất nước.
mình nên mình thôi chứ không phải thiếu dính liếu ai đâu, mình cũng không ai biểu mình đâu nha. Tất nhiên thầy đóng góp được bao nhiêu thì đóng góp, nhưng mà thầy có những học trò là mấy bạn á, thầy nói để chia sẻ với lý tưởng với các bạn. Nếu bạn đồng ý đi trên con đường mà cùng thầy đó, xây dựng dân tộc mình đó, khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, tự tin hơn, phải không? Thì đó là chính là những nền tảng để đưa đất nước đi lên. Và làm sao thì tin điều đó, biết không? Hồi xưa có một chữ như thế này: cường thịnh. Biết cường thịnh là gì không? Nó giàu, muốn mạnh phải giàu. Ủa, muốn giàu phải mạnh. Cho nên cái chữ Việt Nam nữa nói đó, giàu mạnh đó, mình nói hoài đó. Giàu mạnh được cái gì Trung Quốc đó, nó muốn mạnh là gì? Giàu muốn bán giàu. Nhưng mà muốn vậy phải là có sức khỏe, phải mạnh. Tại sao thầy không nói tới tiền? Khi các bạn có là thầy cho bạn cái này cho được. Chân thiện mỹ, tức là cho bạn sức khỏe nha, mấy bạn có hạnh phúc đó. Sức khỏe, hạnh phúc, đúng không? Và trí tuệ, đúng không? Ở trong cái mấy ngôi sao đó thì thầy giúp cho bạn được cái điều đó. Còn tùy mỗi người sẽ có nhiều ít thì tùy mỗi người, cái tùy cái tuổi tác. Nhưng mà nếu mà mấy bạn á mà có được chân thiện mỹ rồi, có được sức khỏe, trí huệ, hạnh phúc rồi, thì các bạn có thể kiếm tiền được không? Có thể kiếm được không? Mình có ba cái món báo, ba cái báo vật đó là sự kiếm tiền được. Thì nó đơn sơ, ví dụ mấy người học trò anh em mình có người khoái cái nghề này quá, đi làm nghề này thứ nhất là khỏe cũng đỡ, không phải mua tiền mua thuốc, mình có mình làm được nhiều việc lắm. Rồi mình lại đi giống thầy là đi dạy học cũng có tiền, chữa bệnh cũng có tiền, thì sau này cũng làm cái đơn vị mua đồ đây để mày bán. Bây giờ cái anh điện thì nước điện gọi là tiêu biểu nhất là của hội hội làm những chất điện đó. Thời ơi, thôi bây giờ vợ chồng cũng nghĩ làm ở trên là lo làm này không. Anh nói thầy là gọi là gì, anh dùng chữ gì ta, à cải tạo đảo là gì ta, ở đây nào anh lên xe đấy, thầy Châu là vua tẩy não cho mình, nó bậy mày. Tại sao nói em thấy hôm nay thấy mấy người gần em bị thầy tẩy, trong đó có em làm bưu điện ngoài Hà Nội lương lớn mà mới được lên chức, tự nhiên thầy học thầy em phá giờ thầy bỏ nghề này, em làm đơn từ chức rồi, bỏ nghề bây giờ mỗi hai năm mình thấy khá quá trời luôn, bây giờ nó kéo vợ cũng bỏ nghề luôn vì hai chồng lo ship hàng. Ship hàng thì nó biết làm gì đó, về công nghệ thông tin giỏi, biết chào hàng, biết cái gì đó, marketing á. Thì trời ơi, bây giờ ship hàng cũng đủ thì giờ cho nên bạn mình chạy sao rồi thua rồi, hay lắm. Thì chỉ học khóa hai khóa chứ, khóa cầm bản là tháng, khóa nâng cao là tháng, nữa là coi như hai tháng. Bây giờ lớp dạy không hết luôn, để liên tục tiền luôn, rồi tối dạy chủ nhật luôn, rồi còn buổi sáng thì bà vợ lo ship hàng đi gửi đi khắp nơi. Nói cái đơn vị để thầy nói tại sao thầy không có nói tiền trong này, nhưng mà cái này tất nhiên không làm giống như ông Nhật Vượng được, mà bị ổng thì cũng ổng từ trước khác là muốn làm. Thầy có nhiều nguyên nhân rồi, nói chung thầy mỗi người chứ khác nhau, thì mình không có phải giàu quá đến độ thành tỷ phú đâu. Nhưng mà thầy đã nói rồi, tỷ phú cũng ăn ngày ba bốn bữa thôi, thì ăn chắc cũng ngon hơn mình, ăn thì chắc ngon món nhiều món đồ lạ lắm, thì ăn riết cũng ngán, rồi trở lại xin ăn rau không có thấy ngon, không được đó, đúng không? Cho nên có một cái quan trọng nhất là thầy đừng làm, thầy nói chỉ có những gì cho đi nó mới còn lại thôi. Còn bạn thích thử nhiều lắm đó, nó mất lúc nào không biết được. Mà chết đi thì không mang được là dĩ nhiên rồi.
mà cái mà dân tộc mình hiện nay đang thiếu rất nhiều đó là làm thế nào để khỏe mạnh, thông minh, trí huệ và hạnh phúc, đang thiếu rất nhiều luôn. Thì cũng góp cân, nếu mà bạn thấy cái điều thầy đi là đúng, lý tưởng thầy đi là đúng, thì góp cân góp sức với thầy. Thì để bữa nở ra mình có như bây giờ Đà Nẵng làm câu lạc bộ đó, làm cái hộ quán diễn cảnh Vũ Châu á, Nha Trang cũng làm rồi, bữa để kế với nhà Đà Nẵng là gì đó. Thì những cái đó là người ta những tỉnh này hết tỉnh kia rồi bữa đến Bình Định đó, đó nãy cô là nói Bình Định đấy, thì bữa cũng Bình Định cũng muốn làm, thì những cái đó sẽ giúp cho dân ta đỡ tức là đỡ bệnh đấy, đỡ bệnh đang có sức khỏe và có lòng yêu đời, có hạnh phúc. Thì xây dựng kể cả như thầy nói hôm qua đó, là kể cả dục lạc kinh để làm cho vợ chồng có những cái hạnh phúc gia đình, chứ mấy cái chuyện là chữa bệnh không, có những cái mà làm cho người ta có thể sống yêu đời đó, gọi là yêu đời đó. Kế nữa là thầy lo cho con nít nhỏ, mà nhỏ cũng đã tự tin rồi. Con nít nhỏ mà nếu nó biết cái này nó nha, tự tin lắm. Con nít nhỏ đa số nhát là thấy mình có cái gì trong tay, mỗi cái thằng nhỏ cái nó hơn mình, cái thằng bạn nó hơn mình, là mình thấy mình kém là mình thua. Mà trong lý loài người đó, thì có hai cái điều người ta quan tâm. Thứ nhất là sợ chê và thích khen, đúng không? Tâm lý căn bản của loài người, ai khen mình quá, hoặc là mình có tiền nhiều, hay là mình đẹp hơn, hay là mình có gì đó thì người ta khen mình khá lắm. Còn mình rất sợ chê, nó nhỏ nó nghèo lắm, hàng kia nó nghèo lắm, hàng kia nó xấu hay gì đấy, mình chán lắm, mình thấy buồn, cuộc đời không có gì vui cả. Nhưng nếu mình đã có cái này nè, mình có diện chẩn để cho nên các bạn thấy gặp sự thiện chẩn lúc nào vui đó, diện chẩn vui như thế luôn, có gì đâu buồn, chỉ là khỏe ít bị bệnh rồi làm đẹp cũng có, diễn dẫn cũng có dạy làm đẹp nữa, hiểu không? Ở bữa tới thầy dừng học lớp cao á, thầy dạy những cách làm đẹp rất đơn giản, ví dụ đơn giản thì mình mới rượt kịp người ta, mình mới vượt, chứ còn nếu mình làm như kiểu cũ là không bằng đâu. Cái này khi dạy các bạn là những cái đơn sơ lắm nhưng mà rất là hay, rất ít tốn kém lắm, thì như thế mình mới cạnh tranh với các nước trên thế giới. Và cái này là cái hướng thầy đi đã làm được là gì biết không? Xuất khẩu chất xám. Chất xám quý không? Thầy là thầy đương xuất khẩu chất xám đó, thầy cái mấy môn này đó là chất xám đó, thì thầy đưa dạy các nước gì qua đã biết. Bây giờ thầy cũng bớt đi rồi đó, thầy ở nhà lo cho nhà nè, chứ mỗi năm một lần đi, mỗi năm 2 tháng đầu tiên đi 3 tháng một năm ấy, sau 2 tháng bây giờ còn 1 tháng, bây giờ không có tháng nào, ta mời từ chỗ. Vì nếu không thì đi ngoài năm thì đi hết nửa năm nước ngoài, còn ai đi lo. Tự nhiên có mấy con thì nó lớn thì nó chia nhau đi, rồi ra Hà Nội dạy nó, rồi đi Đà Nẵng dạy nó. Nhưng mà các bạn nghĩ rằng người ta còn nhiều người chưa có biết cái này, thì cho dịp bấy nhiêu chưa đủ, cũng may là nhờ internet thầy đưa lên YouTube, thầy đưa lên Facebook, thì như thế thì cũng là đỡ. Cho nên các bạn nhiều khi biết ha, mình chưa học thầy cũng biết rồi ha, như anh này anh giỏi anh biết rồi. Con nít nhỏ như thầy nói đó, bây giờ thầy nói sẽ sơ một cái thôi, con đừng quay không, con nít nhỏ đó, thí dụ bây giờ nó đến đó, tất nhiên đâu còn có quyền làm gì, nhỏ ai dạy quyền làm gì, dạy nó quyền vỗ tay, dạy nó xoa mặt buổi sáng, thấy không, dạy dùng táo bón thì giống như thế này thì thôi, ho thì trả đấy, ai làm được mình chỉ nó làm, cầm báo thì bấm bự 16, 61 về đây nghe, thấy không, đây nè cầm thì đi vô lớp á, bạn nó chảy máu, nó bấm cái nguyên liền, thì tâm lý sao? Có thấy nó hay quá, nó rất tự tin. Đối với chúng bạn rất tự tin luôn, dễ tự tin. Và có cái màn này nó là ghê. Nó nhỏ ưa tô màu lắm, đúng không? Nó nhỏ ưa tô màu lắm.
dạy nó tô màu trên những cái hình đồ hình mình này, hoặc đồ hình mình cơ thể học đó, thì nó chịu bình được. Và bạn không tưởng tượng là thì nghĩ ra cái trò nó chịu bình, nó tô màu chút xíu nó hết bệnh liền. Nghĩ cái thần kỳ mình tin không? Tin không? Nó hết trận mắt. Người lớn cũng thế thôi, nhưng mà cái đó ở cấp cao, tại vì nói thế là không tin. Nhưng mà dạy nó nhỏ thì đâu có dạy người kia cho nó nhớ gì cho nó mệt. Thì có một cái màn dạy nó cái đó, nó rất ngạc nhiên. Cho nên thầy làm ra một cái điều thuyết mà hiểu thần ý đất Việt đó. Thì nhờ cô Lan Anh, cô Chấp Út thì mới có một cuốn thôi. Thì bữa sẽ cái đó sẽ làm theo kế hoạch. Thì sẽ cho đứa nhỏ nó lớn, lớn rồi đi ngoại quốc nào, nó gặp mấy bạn bè cả nước thế giới rồi nó biểu diễn những phương pháp của thầy này, người ta thích kinh liền, người ta phục, quá đều phục luôn, hiểu không? Đó nha. Có thầy vẽ trong cái biển ảnh thì bạn thấy rằng thầy có những cái cách rất đơn giản nhưng mà rất là thần kỳ, rất lạ, nói chung là lạ. Và đã làm rồi, có điều chưa làm nhiều thôi. Hồi xưa có cho mấy cháu bé là đi, bây giờ chặt phòng chặt quá không nhận. Bình thường cho mấy cháu là coi nghe thấm. Nhưng sau này đó, nếu có phòng rộng, bây giờ chặt hết rồi. Buổi sáng này cho bệnh, trưa thì mấy con này dạy học, tối thì dạy, không có chỗ nữa. Cũng có người đó, thiếu người luôn á. Thì phải đào tạo những người mấy bạn sau muốn mê dạy cái này nè. Thì sao phải hào của ông lúc sư phạm ngắn ngày thôi, chẳng phải một tuần gì đó. Để tôi ôn lại rồi phải đi hợp đồng của thầy, xin phép đi dạy. Phải chọn người chứ mà ai cũng được cho phép dạy đâu. Nó phải đòi hỏi số kiến thức căn bản. Thì cái đó các bạn gì tham gia vào những cái nhóm là đi giảng dạy vì diễn trận. Chỉ có cái nghề này rất cao quý. Và góp sức với thầy cùng để đưa dân tộc đi lên. Biết môn này môn thượng thẳng không? Bạn nghe nãy thì thấy nghe đúng không? Quá hả? Bây giờ đi cái phần lịch sử phương pháp định nghĩa này á, thì giờ bạn về bạn đọc mấy cái nghe này, mấy lần ấy, đọc một bài này nó ít nhất phải 3 lần. Chỉ dài lắm. Đọc để biết thầy tìm ra phương pháp này như thế nào. Cái bài ở trang chỗ này nè, phải không? Đó. Các bạn coi, bây giờ thầy chỉ dạy cho bạn cái về nhà đọc á, bà con đọc á, 3 lần đến chín. Đi vô thầy giảng lên cho, cái nào cũng hiểu thầy nói. Nhưng mà giờ thầy dạy bạn bữa nay một cái cách để tự chữa bệnh. Nên cho nó lẹ cho nó sớm, trong bữa nay cũng mấy ngày rồi. Dạng cách đi tự chữa bệnh hai cách, nhưng mà có hai cách chỗ này phối hợp nhau. Thứ nhất là cái trà mặt bằng khăn nóng buổi sáng. Bạn biết ở trong này cũng có, nhưng mà thì chỉ lên cho cẩn thận hơn. Các bạn biết một trong những cái mà thầy cái da thịt chỗ này nè, nó lâu sổ xuống nè, thẳng hết. Là do thầy trà mặt bằng khăn nóng vào buổi sáng. Mình nói cho kỹ với bạn là không ghi ăn hoặc là ghi dưới, nhưng mà hoặc là ghi trong giấy á. Cuốn tập mình đi đâu mình học như xưa đó, mình phải đem theo cuốn tập để mình ghi, và mình ghi ăn. Tại sao là khăn nóng mà không phải là khăn lạnh, mà tại sao là phải chà mặt bằng khăn mà không chà bằng tay? Hai cái này có giống nhau không? Khác nhau chỗ nào đúng không? Chà mặt này nha, chứ không phải là ấm áp mặt này nha, không ấm áp đâu, không phải nhẹ nhẹ đâu, không phải đâu. Chà cái khăn này chà đó. Chà đi sư tỳ gia mới đi ai đâu. Bây giờ nè, nói gì mà hiểu gì không? Bên đây thì nói thẳng thì nó rõ hơn không? Rõ hơn không? Bị mưa không biết gì. Như thế này nè, các bạn đi tắm hay không? Đàn ông đàn bà vậy, mình sẽ có rửa cái tay mình không? Mình có tắm cái này thì bạn sẽ đi không? Nếu mình không có khăn để mình rửa cái này thì nó nhớ hoài, cái chỗ lỗ tai mình nó nhớ hoài.
mình chạy bóng nhất nữa nếu không có khăn. Cái thứ gì bởi bạn làm bếp bên bệnh cái rửa chén phải có khăn hoặc là cái đồ chùi rửa đó nó mới sạch. Chứ bây giờ bạn lấy tay mình lấy xà bông cha bạn rửa chừng nào nó mới sạch cái chén được, đồng ý không? Cái này không ai dạy cả, nhưng mà thầy nghĩ thôi, tại thầy anh đi. À, về đi. Thầy anh đi thì quan sát nhưng mà không phải cố ý để ý mà. Thì nhiều khi cái duyên tới thì đi ngang phớt qua thì thấy vậy thôi. Nhưng mà từ những cái nhỏ đó thì suy nghĩ ra cái lớn. Khác nhau chỗ đó đâu. Mà nếu ai biết coi chỉ tay thì sẽ thấy bàn tay thầy có cái dấu hiệu đó. Thì nhìn cái gì ấy, cũng ra các ba lần. Mãi đây là các ba lần rồi. Thì sao suy nghĩ mãi thì quá ra thì nhìn cái gì giống như nhìn được cái đứt. Cái gì nó cũng to hơn người thường. Mà suy nghĩ cái gì cũng muốn liên kết nhìn cái khác. Và suy nghĩ cái gì cũng to hơn người thường. Người ta nhìn chút xíu thì nhìn bự. Cái điều nhỏ đi, ví dụ như nửa xíu mới bằng chú ý. Nhưng mà thầy thấy là to nè, thầy thấy là to, mấy bạn thấy nhỏ nhưng mà thầy thấy to là khác rồi. Ví dụ chuyện thầy nói nãy đó, ai mà nghĩ qua cái chuyện nó làm cái gì, căn nhà rất xa, từ đó thầy áp dụng. Nếu bạn chuyện mặt bạn lấy tay gì nè, còn lấy kem gì nữa, mấy bạn tối lấy gì gì làm còn thua. Chỉ với cái căn mà đừng có đừng mất, đừng cứng quá, vừa vừa căng nó lớn vậy nè. Em ăn chút thôi mà nó mềm, đừng cứng quá, đừng có mềm quá giữa được mình bị thầy nó mai nó thì nhắc thầy đem nó thằng được rồi. Thì mình những nước mình đổ vô nước rồi pha nước nóng á, đủ độ nóng thì em đừng có ngủ quá nha, không được à nha, nó nóng mà nóng vô mà đắm à, nóng à giấc ráo rồi cha ba lần mình nguội nước rồi. Chà rồi xong nó ấy rồi đó, bạn nhúng vô nữa, hai lần, ba lần là nguội đủ rồi. Tự nhiên mặt nó sáng ra, mặt nó khỏe lắm, tự nhiên nó căng cái mặt mình. Lạ lắm, cảm giác đầu tiên là vậy đó. Rồi sau có người như miền Bắc thì nó da nó khô vì trời lạnh á. Thì bạn có thể thêm hai lần nóng một lần lạnh cũng được. Bắc rồi thì họ nói rằng nếu mà nóng hết thì nó khô da. Thì khi đó những người khô da không phải da dầu á thì có thể làm nước thơm một lần cũng được. Mình cũng hơi tùy nó linh động chút, linh động chút. Nhưng mà làm vậy cái da mình sáng và con sổ thịt nó sạch lại. Kế nữa cái mặt mình theo hiện dẫn thì là cái gì? Mà đủ thứ, là đủ thứ, tại là có nội tạng rồi, nó có bàn tay, bàn chân, bàn đáy rồi tùm lum nè, nó là phản chiếu toàn bộ con người, thần kinh đó. Cho nên ngày nào cũng chơi mình làm vậy thì nên cả mình khỏe, đơn giản vô cùng đen, thấy đúng không? Giờ bắt đầu bị vô tay rồi. Mượn cái gì bắt đầu hiểu không? À mời chị về đi, chị về thôi 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 rồi chị về nha. Rồi thay lặng mặt không gì thì mình dính khăn đó, mình có cái gì đó xà bông đó, mình nhắm đó mình chà xà bông với cái khăn đó, nó sạch lắm, nó rất sạch luôn, nó không có chất nhớt nữa, nó không có chất nhớt của mình. Nhưng mà tắm là xà bông bình thường, mình chà với cái khăn đó thì nó làm cho cơ thể mình rất sạch, da mình rất sạch, tại vì nó luôn và nó bị quá chất ma sát mềm thôi, là ma sát của cái khăn á. Thì cái đó nó cũng góp sức làm cho mình sống lâu thêm, cái cũng là bí quyết để trường thọ.
Bí quyết là đơn giản, bí quyết là những cái gì đơn giản nhất là bí quyết. Cái mà tôi luôn nói là bí quyết. Ngoài cái mặt là chú ý mỗi ngày phải làm khi tắm á, chà mặt khăn. Người Tây tới người Pháp á, ở bên Tây người ta có cái bông rồi, tức là người ta gọi là bông đá. Bây giờ đây mới chế những cái bông làm ấy đó. Không phải tự nhiên, không phải tự nhiên như xưa nữa. Thì họ cũng nhúng nước nó nở ra. Còn dân mình á, hồi xưa là gọi là sơ mướp á, làm sơ mướp đó. Nhưng mà nó thô á, sơ mướp thì nó ấy mà. Thì theo thầy là bằng khăn mà tốt, hoặc là cái bông đá được có. Đừng quên là bây giờ ta làm mấy cái ni lông, bùi nhùi ni lông đó, thì thấy cũng có bán. Nhưng theo thầy thì cái khăn tốt hơn. Thì chúng ta sẽ trả cái đó. Cái đó thì gọi là tiếp trung gian. Bây giờ nè, coi cách thầy suy nghĩ nha. Học thầy là phải học cách thầy suy nghĩ. Cái đó rất quan trọng. Thì suy nghĩ như thế nào và giải quyết vấn đề như thế nào, chúng ta cần phải biết điều này. Cho nên học này mới chỉ học với bệnh không. Hôm nay thầy nói là ý đạo mà, tức là ý là phương tiện thôi, đi đến chỗ cao thôi. Để thầy nói gì vậy em nhé. Bữa thầy mở cái gì đó thầy mở được. Tại cái đồng hồ này nè, mình bấm gì không thôi. Thì lấy cái khăn mặt á, cái khăn đó thì nói thì làm á, thì để bấm cái dao này. Thứ hai nữa mấy cô gái thì làm nè, mở nước chai mở không được, quấn xị luôn, mà xã thầy mà làm đầu tiên thì nhớ tới giờ luôn. Mình dặn cái gì cũng được đó, lấy gì thun quấn thì mình nó dặn ra rồi, đúng không? Có làm là mấy ông gái thì làm, đó là chất trung gian. Bây giờ đi nghe thêm nắng nữa nha, hiểu không? Cái đó là đi đứt sân. Thứ hai này, mình làm cái gì mình nói với người nào không được, mình nói với người thứ nhất cái điều mình muốn không được, thì mình sẽ nhờ người thứ ba là chết trung gian, tức là người trung gian. Thầy chết trung gian là người trung gian. Mình sẽ người nghe mình nói thì người kia nghe liền, nắm được không? Nhưng mình phải chọn cái người nào trung gian, đúng không? Đúng không? Tại sao có bà Mai? Thật sự bà Mai gì? Có nói đâu. Muốn lấy nhỏ gái con người ta cho con mình. Trời ơi, ngon lắm. Phải nhờ bà Mai. Bà Mai là chất trung gian, đúng không? Tức là từ cái chuyện nhỏ thôi thì suy ra một hồ tùm lum tà la. Hồi xưa đó, không biết sao mà ông đi qua nói Trung Quốc á, là phải nhờ Kissinger. Kissinger là chất trung gian, là trợ lý ông. Ngồi suy nghĩ, ta nói và nó mà được đăng. Cho nên cái chất trung gian rất là quan trọng. Để mới bản đi nhớ là gì, nhớ xe là gì, là chất trung gian. Không có nhớ xe chạy được không? Bể máy luôn, bên máy luôn, đúng không? Chất trung gian rất là quan trọng. Rồi bữa đó thì có ông Việt qua Đức ở Hanover. Sao thầy có nói là giả thầy một câu một phát lắm. Cái câu này quá là tâm ngôn. Người dở đỡ người hay. Có thấy không? Người dở đỡ người hay không? Mà trả thầy một phát câu này, thấy em thích câu này. Vì em là người dở. Mà coi chú anh. Người dở đỡ người hay. Là tại sao thầy nghĩ câu đó? Thầy thấy cái kia nó ghép bức tranh, nó có đem bức tranh tới mà nó làm gì thế này. Nó mới lấy bức tranh xong mới lấy cái đồ, mấy cái giấy bùi ấy, nó nhét vào nó, nhét vào nó làm. Tôi ngồi suy nghĩ. Nó không biết mấy giấy dụng này làm gì. Không có mấy giấy dụng mà nhét vô nên nó cài vô nó thì nó để tranh dụng được. Thì thầy suy nghĩ ra câu là trong xã hội cần phải có những người dở. Đúng không? Cần phải có những người dở. Thầy đâu ơi, còn những con người dở thì nó đỡ người hay, nhưng mà người hay hết vậy chứ. Người hay hết là người hay không được làm gì, đâu ai nhờ ai được đâu. Đồng ý không? Đúng. Đấy, thầy lấy câu, người dở đỡ người hay. Mà nội mình nói chuyện người dở đó nha.
thì thôi nhiều thứ mình bị dở, mình quay lên mình quý cũng là người dở, mình đỡ ông chồng mình đúng không? Cho nên mấy bạn chồng nào ông chơi em sẽ dở quá cái gì, dở nhờ dở mới đỡ anh được đó. Bây giờ thầy chồng có nói đó, người dở đỡ người hay. Mà thầy tức là người suy diễn, thì diễn không phải kiểu toán học mà kiểu khác. Toán học là kiểu suy nghĩ hợp lý, tức là logic. Còn này không phải logic mà nó là qua thực tế thôi. Nhưng vừa qua đó mình thấy một cái biện chứng rất là hay luôn. Thế mà nhìn ở gặp mắt quan điểm này thì mình nhìn những vật chung quanh mình và những người chung quanh mình, không có người nào bỏ đi cả, người nào cũng có giá trị để mình không biết. Khác nhau vô quan điểm. Tối ngày ông nào cũng kiếm người giỏi mà sao chơi không? Không bây giờ chơi người dở. Mà gặp chuyện gì không biết đường rời luôn. Người xe đó không biết làm sao mà sẽ chở mấy thằng ngồi trên xe thằng cha nào cũng giám đốc mà. Người dở nó sao mà nó thấy kìa. Làm sao mà đi sửa xe lên trời. Sao đi sửa xe. Mai mà có kìa. Cái dở nó lại giúp chuyện. Phải không? Ông chuyện nó có thật á, đúng không? Bây giờ đừng có coi thường với người dở. Nghe lời thầy nói nha, thầy nó cũng nhờ với người dở lắm á, trong đó có bà xã này. Bà không buồn đâu. Không có biết mà. Bà đây xem là gì vậy. Chứ ba hay như mình lớn lắm mà. Thôi tới giờ đó, chính như mình làm tôi thôi. Chưa thầy. Giữ lên, giữ lên. Đúng rồi. Hay quá. Đang ngồi nó kiến thế rồi đi. Nhà cũng ngon nha. Anh thương con.